Pháp lý ở chân như lại bất khả đắc. Vậy ai an trụ vào chân như tu Bồ Tát hạnh? Ai sẽ an trụ vào địa vị bất thối chuyển? Ai chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Ai làm lợi ích lớn cho các hữu tình? Bạch Thế Tôn, chân như còn bất khả đắc thì làm sao có thể an trụ vào chân như tu Bồ Tát hạnh? Mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình được. Vậy nếu có điều đó thì thật phi lý. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Sự giáo hóa của Như Lai đều không sở hữu, pháp địa chân như lại bất khả đắc, thì ai an trụ vào chân như tu Bồ Tát hạnh? Ai sẽ an trụ vào địa vị bất thối chuyển? Ai chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Ai làm lợi ích lớn cho các hữu tình? Này thiện hiện, chân như còn bất khả đắc thì làm sao có thể an trụ vào chân như tu Bồ Tát hạnh? Để mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Vậy nếu có điều đó thì thật phi lý. Vì sao? Vì nếu Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện ở đời thì các pháp vẫn là pháp như vậy, không lìa chân như pháp giới pháp tánh, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghì. Quyết định không có an trụ vào chân như tu Bồ Tát hạnh, mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Vì sao? Vì các pháp chân như là không sanh, không diệt, cũng không trụ vào phần nhỏ khác nào có thể đắc. Thiện hiện, nếu pháp không sanh, không diệt, cũng không trụ vào chút phần nhỏ nào khác có thể đắc, thì ai an trụ vào trong đó để tu Bồ Tát hạnh? Ai sẽ an trụ vào địa vị bất thối chuyển? Ai chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Ai làm lợi ích lớn cho các hữu tình? Vậy nếu có điều đó thì thật phi lý, chỉ là đối với thế tục giả nói là có. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa này, vì diệu sâu xa rất khó tiên hiểu, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù biết các pháp đều bất khả đắc, nhưng vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình là việc rất khó làm. Vì sao? Vì quyết định không có an trụ vào chân như tu Bồ Tát hạnh, mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nhưng khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quan sát tất cả pháp hoàn toàn không sở hữu, đối với tánh của pháp sâu xa, tâm không thối lui, không nghi ngờ, không sợ hãi, cũng không mê loạn, những việc như vậy rất là hiếm có. Thiện hiện nói với trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, như lời ông nói, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quán tất cả pháp hoàn toàn không sở hữu, với tánh của pháp sâu xa, tâm không thối lui, không nghi ngờ, chẳng sợ sệt, cũng không mê loạn, những việc như vậy rất hiếm có. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quán bản tánh tất cả pháp đều không, ở trong cái không ấy hoàn toàn vô sở hữu, vậy ai thối lui, ai nghi ngờ, ai kinh hãi, ai mê loạn? Cho nên khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đối với bản tánh của pháp sâu xa, tâm không thối lui, không nghi ngờ, không kinh hãi, không mê loạn, rất là hiếm có. Trời Đế Thích thừa thiện hiện: Tôn giả đã nói đều căn cứ vào không, cho nên những gì nói ra thường không bị chướng ngại. Ví như lấy mũi tên bắn lên hư không, nếu bắn gần hay xa đều không bị chướng ngại. Những gì tôn giả nói cũng vậy, ở trong đó ai dám làm chướng ngại? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nói như vậy, khen như vậy, ghi nhận như vậy là thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Tùy pháp đối với pháp thì có ghi nhận chân chánh không? Phật dạy trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, ông nói như vậy, khen như vậy, ghi nhận như vậy đều thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Tùy pháp đối với pháp, không ghi nhận điên đảo. Người